Bây giờ là chương trình thời sự tối thứ ba, ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình. Một cuộc hội thảo về trạm bờ máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa, tích hợp thiết bị định vị vệ tinh GPS cho các tỉnh từ Nghệ An đến Kiên Giang được tổ chức sáng nay tại Quảng Ngãi. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Sáng nay tại thành phố Quảng Ngãi, Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ngãi tổ chức hội thảo tham quan thực tế trạm bờ máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa tích hợp thiết bị định vị vệ tinh GPS. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Vũ Văn Tám đã chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi các tỉnh từ Nghệ An đến Kiên Giang và Công ty Cổ phần Thiết bị Hàng hải Decom. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ngãi báo cáo quá trình thực hiện và trang bị thiết bị trên trong thời gian qua, triển khai chính sách hỗ trợ ngư dân theo quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ. Chi cục đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương lắp đặt máy thông tin liên lạc VX1700 trên tàu cá tại địa phương và trạm bờ sóng HF tầm xa có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh để đảm bảo cho việc liên lạc thông suốt và xác định được vị trí tàu cá trên biển. Đến nay, Công ty Cổ phần Thiết bị Hàng hải Decom đã lắp đặt xong toàn bộ hệ thống trạm bờ và 3 máy VX1700 cho 3 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi. Hệ thống này đã vận hành đạt kết quả tốt. 3 tàu cá được lắp đặt thiết bị đã ra khơi đánh bắt và kết nối thông tin định vị chính xác với trạm bờ. Hệ thống máy thông tin liên lạc tầm xa HF tích hợp GPS VX1700 là hệ thống thông tin liên lạc cần thiết, phục vụ cho công tác báo cáo vị trí tàu thuyền từ các vùng biển xa. Máy có công suất phát 125W, cho phép cự ly liên lạc trên 500 hải lý. Ngoài mục đích xác định vị trí tàu thuyền từ các vùng biển xa, hệ thống thiết bị này còn phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tàu thuyền trên biển hiệu quả. Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã được tham quan hệ thống trạm bờ được lắp đặt ngay tại trụ sở Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ngãi. Tại đây, các đại biểu đã quan sát việc vận hành các thiết bị để kết nối thông tin trực tiếp với các tàu cá đã được lắp đặt máy thông tin liên lạc tầm xa, từ xác định vị trí tọa độ tàu cá đến truy xuất báo cáo các thông tin về vị trí, thời gian và lý lịch con tàu đang hoạt động trên biển. Kết luận tại buổi hội thảo, Thứ trưởng Vũ Văn Tám khẳng định, hệ thống thiết bị này bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra và đề nghị các địa phương nhanh chóng triển khai lắp đặt hệ thống thiết bị này cho bà con ngư dân.